chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Chấn động scandal làng hoa hậu, Trương Ngọc Ánh từ chức sớm, stylist Trần Đạt vào cuộc vụ Miss Earth. Những ngày qua, vụ việc nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông, người thiết kế bộ trang phục dân tộc cho Thạch Thu Thảo dự thi Miss Earth 2022, bất ngờ nhắc thẳng tên nàng hậu, tố người đẹp quỵt tiền làm đồ, khiến nhiều khán giả hoang mang và đổ dồn sự chú ý về cô. Liên quan đến câu chuyện, diễn viên Trương Ngọc Ánh, đại diện đơn vị chủ quản đưa Thạch Thu Thảo đi thi, bất ngờ cho biết không còn giữ chức vụ liên quan. Stylist Trần Đạt, người ký hợp đồng trực tiếp thay cho các đối tác là nhà thiết kế, make-up, photo cũng đã phải vào cuộc. Cụ thể, từ tháng 2 năm 2022, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã công bố với truyền thông rằng bản thân chính thức lên giữ chức vụ tổng giám đốc của đơn vị nắm bản quyền Miss Earth và cuộc thi nhan sắc Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Á hậu Thạch Thu Thảo cũng là gương mặt được công ty cử đi thi Miss Earth 2022 tại Philippines vừa qua. Tưởng chừng mọi việc đều suôn sẻ, nhưng vụ việc mới đây, nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông lên tiếng tố đơn vị này thiếu tiền làm đồ, nhiều lần hỏi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thanh toán, dù cuộc thi đã kết thúc từ lâu, khiến nhiều fan sắc đẹp ngỡ ngàng. Tuy nhiên, giữa lùm xùm của vụ việc, mới đây, nữ diễn viên Hương Ga bất ngờ lên tiếng, thông báo đã không còn giữ chức vụ tổng giám đốc. Cụ thể trên trang cá nhân cô viết, tôi xin trân trọng thông báo rằng tôi đã dừng nắm giữ cương vị tổng giám đốc từ ngày 22 tháng 11 năm 2022. Mọi hồ sơ và công việc dang dở đang thực hiện đã được chuyển giao lại cho ông Nguyễn Thảo Quân, người liên quan mới của công ty. Động thái này của Trương Ngọc Ánh khiến khán giả ngầm hiểu rằng cô đã không còn liên quan gì đến đơn vị này. Mọi lùm xùm xung quanh, nữ diễn viên cũng không còn trách nhiệm phải giải quyết. Trả lời trước truyền thông về ồn ào này, ông Nguyễn Thảo Quân, đại diện mới của công ty quản lý Thạch Thu Thảo cho biết, công ty ký hợp đồng làm việc trực tiếp cùng stylist Trần Đạt, chứ không phải Ngô Mạnh Đông Đông. Phía công ty hiện vẫn đang trong quá trình hoàn tất việc thanh toán với Trần Đạt. Về phía Trần Đạt, anh cũng phải lên tiếng trấn an các đơn vị liên quan đến công ty chủ quản này, bởi nam stylist là người đứng đầu ký hợp đồng giữa các bên với nhau. Việc bị thanh toán chậm cũng ảnh hưởng đến phía stylist. Công ty trả tiền đầy đủ thì anh mới có thể thanh toán cho các bên còn lại, là các nhà thiết kế, make-up, photo mà bên anh trực tiếp làm việc. Viết trên trang cá nhân, Trần Đạt chia sẻ, những hợp đồng với nhà thiết kế đều thông qua công ty của tôi để có thể làm các thủ tục hợp đồng, xuất hóa đơn tài chính, đảm bảo phần đóng thuế thu nhập đầy đủ cho nhà nước. Nhưng sự việc đã có chậm trễ thanh toán ở phía đơn vị quản lý Thạch Thu Thảo vì nhiều lý do. Bên phía tôi vẫn chưa nhận được thanh toán nên không thể thanh toán được cho Ngô Mạnh Đông Đông như thời hạn giao kèo trước, dẫn đến sự việc sáng nay. Phía Trương Ngọc Ánh cũng đã đứng ra xử lý. Công ty tôi và ông Quân cũng đã có trao đổi với nhau về thời hạn thanh toán và hứa sẽ thực hiện thanh toán các hợp đồng. Tôi có trách nhiệm thông báo thông tin này đến các đối tác là nhà thiết kế, make-up, photo, các đơn vị tham gia vào Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và Miss Earth Việt Nam. Mong các đối tác thông cảm, chờ thêm vài ngày xử lý. Anh cho biết thêm. Bên cạnh đó, stylist Trần Đạt cũng đã lên tiếng bênh vực Thạch Thu Thảo. Anh nêu rõ, nàng hậu không liên quan và không rõ về các chi phí và khoản thanh toán. Mong khán giả hiểu và thông cảm, tránh những điều tiếng xấu ảnh hưởng đến người đẹp. Tủ đồ dự thi Miss Earth của Thạch Thu Thảo đều được chính tay stylist Trần Đạt chuẩn bị. Có thể thấy, ồn ào không đáng có này đã ít nhiều ảnh hưởng đến bộ mặt của các tổ chức cuộc thi sắc đẹp, để lại nhiều điều tiếng không hay đến những người liên quan và đặc biệt là các nàng hậu được cho rằng ngồi không cũng bị vạ lây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.